Những ý tưởng không tự thực hiện bởi chính nó, những cuốn sách cũng không tự nó sinh ra, và những quả tạ cũng không tự di chuyển. Bạn hãy bắt đầu chính lúc này. Cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi qua. Cái gọi là cơ hội cũng giống như cuộc sống hàng ngày, cứ thế trôi qua nếu ta không bắt đầu. Bạn cứ do dự để rồi nhìn cơ hội trôi đi. Là sự bắt đầu hay sự thay đổi, phải thực hiện nó ngay thôi, với một kế hoạch chi tiết, thực hiện hàng tuần, hàng ngày, thậm chí là hàng giờ, liên tục như vậy. Loại bỏ sự lười nhác, loại bỏ sự chần chừ, thực hiện một cách kỷ luật là một quá trình gian nan cùng với sự kiên định. Nếu bạn dừng lại và từ bỏ, bạn sẽ được gì? Nếu bạn thúc đẩy chính bản thân mình, bạn sẽ có đủ những lý do mạnh mẽ để thực hiện giấc mơ đó. Chính nó sẽ cùng bạn vượt qua những lúc khó khăn. Muốn có được những thứ người khác mong ước, bạn phải vượt qua những khó khăn thách thức trên con đường. Nỗi đau, sự kiên định, đấu tranh sẽ giúp bạn mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Đó là những điều không thuộc về khả năng, nó thuộc về việc bạn có sẵn sàng thực hiện nó. Xin lỗi, tôi không thể. Khó khăn gian nan sẽ muốn bạn thốt lên như vậy. Tại sao phải từ bỏ? Hãy tin vào bản thân có thể làm được. Hãy thực hiện giấc mơ của bạn. Hãy bỏ ngoài tai những lời phán xét, tin tưởng vào chính mình với một tình yêu mãnh liệt cho giấc mơ. Lắng nghe những điều con tim muốn nói. Ranh giới giữa thất bại và thành công rất mong manh. Vạch đích đầy rồi, hãy tiến lên vượt qua nó. Khó khăn trước mắt nhưng sẽ luôn có cách cho bạn giải quyết nó. Hãy làm những việc bạn yêu thích và tận hưởng quá trình đó.